Trăm hoa đua nở em từng bầy, hân hở reo ca cờ bay trong nắng chan hòa. Tươi đẹp mừng thọ ông bà, gieo hạt mùa xuân thịnh mời, chầu tổ lưu ân lại lầm chắc giáng xuống trần hôm nay. Nở ngành xanh ngọn nước có nguồn, bề cả sông sâu người ta sinh trường bởi đâu. Trường bởi đâu gốc là tiên tổ ơn sâu rõ rằng, sinh ra con cháu các hàng quê hòe thịnh vượng thọ trường vương anh ngày hôm nay, nhân tiết ngày lành cháu con thiết lễ tâm thành mà dâng. Trần hoàn trăm họ sáng lao nhớ câu bách điệu quy sao, trăm khe ngàn suối dồn vào một sông. Trồng công đức tụ tinh thần vang nghe vặc ngàn thu nhiên câu âm thủy nguyên xưa, ngọn mà không gốc cơ đồ mà vẫn đào đàn diễn
tết ở thung dung nhi tết ngày nành nhì thạch đông ngò ngưng con ở tết thung dung nhi tình mời tam tòa tiên thanh nhi hội thung đồng mô sáng đàn nhà xiên mô tệ nhất nô thiên thiên nhi cung thình mời mô đẹp nhất nô thiên thiên nhi tập phong chê thắng nhi sợ là bông vương về a di đà phật a di đà phật luôn xả nhiệt pháp giới mong ơn chư phật thầy luật tất giáo vân tùy xuống kết tượng thuật nhi thành nhi phương tân chư phật kiệt và thật là mô vân cái đồ tắc a tắc là mô vân cũng sắc đồ tắc ma tắc là mô vân cũng sắc đồ sư lên thánh nhi xa hồi cung mô đệ nhị chúa tinh nhị cung thì mời mô đệ nhị chúa tinh nhị nguyện xưa mong được ngôi đền đông đông thu giới thiên chân nhang phật khởi sống thiên thần đề từ kiên thăng hiện tại kim lô phong cảnh pháp nhâm nguồn tức biên mãn tập phương tích nhật giáng du miễn đạn cứu tai chưa nam mô hương cúng giang bồ tát ma tát nam mô hương cúng giang bồ tát ma tát nam mô hương cúng giang bồ tát ma sơn thanh sáng hồi cúng văn con thì mời thanh nô đệ tam ni xin lần lòng nữ đền thì a di đà phật a di đà phật nam mô thường trụ quang phật nam mô thường trụ quang pháp nam mô thường trụ quang tăng nam mô cứu khổ cứu nạn ninh cả con thế âm bồ tát nam mô cứu khổ cứu nạn ninh cả con thế âm bồ tát sư đoàn thanh nhi xa hồi cung văn võ quốc thất đi đức trần triều văn võ quốc thất đi anh đi chặt giá ân thật đi người giúp cho con lĩnh truyền xa thánh nhân nhi con lĩnh truyền xa quan quân thủ đô cùng là chư vinh minh lo phạm thành nhì lành yêu bình lo phạm đi trong đất làm thân nhịp đánh đông dẹp bắc cho đi
chuyên gia Thánh Ông có chuyên gia quan quân thủy bộ cùng là chư dinh ngô binh đáo vạn nam thành đáo vạn nam thành ngô binh đáo vạn nam thành đánh đánh đông dẹp cùng hoành mọi nơi người cửa miếu cửa đài văn sư sức lên ngô ngay văn sư lên đi ông về tôi đôi chép biên rõ và về cho tiên chủ bình an nghiêng khai thần ơn thần ơn chiếu quang minh thay nhị ý thông thanh thay khổ khổ thông thiên thay tốt 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 bộ bảy dòng nhan thấp thấp cờ diệu quang minh chức chức mã trung để những
từ cái bản thân cụ được nhờ Trần nhờ dùng cho ăn tại nghiệp thờ tại gia để cao tay bói giỏi tay soi nhờ để cứu dân độ thế cứu người độ mê nhờ ký con nào đắc đạo con đó nhờ cũng phải ông chính tâm cho thủ ngang đồng đề nhờ chính tâm cho văn đàn tiếng hát tây quỷ tây quế nhờ chính tâm cho bách gia trong họ đồng anh lý chị nhờ ông mai ai về cửa linh từ chiếc bạc nhờ nhà làm đồng đấy nhờ gia chúng mày khỏe trẻ thì bình an nhờ ha đời trần thị mở mang lam hải đứng để tam nhi dòng dõi kim chi Thank you.
ngày sinh nhật thất cờ diệu hoa minh chiếu từ trung ngã tức tăng cung giang kim phụng hoàng thân đất thánh chúa thiên trung niên cân lâm diệu trà âm tử vi mãn chúng sinh công ngã kim đính lễ khai quang và chiếu từ trung văn sơ dựng nên tương lai văn dựng nên ai về cô đơn chấp tiên rõ và khơi cho kiếp chủ định an đi hùng tình như nay hiện hai tai thân nhật cần nhật chiêu quang minh khai nhĩ thông minh khai khẩu khổ tình thiết khai tục tục bồi dòng nhan thất cơ diệu về chỉ thank you.
Nguyễn Na Sĩ có bại tướng chiếm La Bàn xa xuống nhiều vực sâu giới phò xuân thanh xa ngoài đời thần tiên vô đề nhật ni đất bản sự nghi là đất ni
truyền phạt các con cô về truyền phạt các con đi đạo văn đi võ lưỡng bát đạo đạt lệnh truyền phạt có đôi cấm truyền gia vương ca cấm truyền gia quan quân thủ vệ cùng là chư dinh ngô binh đáo vào nam thành có họ có tên sớm hùng có họ có tên có thôn có xóm có về chính tâm chứng cho gia chủ đình an phù đình như nay điểm khai khai thất nhật thật nhật chiếu quang minh nhi khai nhĩ tinh thông khai khẩu khẩu tịch thiết khai thục tịch túc bồi song nhan thất cờ diệu thu về chính mã nhân niệm
hùng nghị ở đó. Dù chúng ta bao tác bằng ăn vừa hoa, cùng vương tiền
sông Thái Bình nằm ăn cơ qua bên biển đầu ra vàng cô hồn trong trong về đến khu vực đền thờ cô thuyền dặn thuyền cô đã tới bên xa xin cô gác mái trèo rước cô lên ngự đền biển khơi sóng bạc dâng lên
về đền bác hải nghi đùa thuyền cậu bé chờ đợi ý thank you.
Phật Thiện Toàn Thân Nam Mô Ngân Cúng Sa
sang Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát Xin lần thánh gia hồi cung đề nhị thánh nhã tiên ni Phật con kiểu người mẫu đề nhị thánh nhã tiên ni Phật sư mẫu nữ trên đền nhị đốc quang giới đình trong nhang tập thời sống thiên thần đề từ kiên thành hiện tại kim lô phong cảnh các ngốc môn đức biên mãn tập phương tích nhật giả du miên nạn tiêu tai chưa nằm mô hương cúng răng bồ tát ma tát nằm mô hương cúng răng bồ tát ma tát xuân thanh gia hồi cung thanh mơ đề tam ni văn kiều mời đền thủy cung A Di Đà Phật A Di Đà Phật chiều đàn giảng hạ nô nhiệt đi hương gia du tổ mẫu tất sau vân tùy sư kết tường chi tâm kim cương nhất chú tiên thập phương nam mô nhang vân cái bồ tát a ma tát nam mô nhang vân cái bồ tát a ma tát sa loan thích gia văn vũ quân thân nghi chân chiều văn vũ quân thần nhì anh linh chắc giãn sa lan thích gia nơi chân thi mở mang nam hải đức đệ tam dòng gió ý kim chi là thích gia đốt hai đường nghi dân cô đệ nhất nghi tức mà cũng là đất trong trong anh nghi cô nhất kim chi ngọc diệp danh danh sa lan thích gia đệ nhị đại hoàng tô vương cô đệ ngoài đại hoàng cô thông minh chính chức chính vẻ vang trong chiều sa lan thích gia cửa xuất mơ mơ nhạc trong ra cửa xuất mơ mơ chiếc thoi cô bé lờ bên dài lạc thanh dài lại lãng xa trong bể đào lại lãng xa trong huyền độ chấp chính trong cùng cửa xa lạc thanh dài thình mời tam vị chúa mường thình chúa đệ nhất tây thiên ngự về
không gieo chút hoa dường già tốt tươi. Dạo chơi non nước đôi nơi, khi trời cao mại lúc trời nguyên hồ có phen chúa tới kinh đô. Suối nước trong in bóng một mình
ngắn rất dài, tay cầm đôi đúc chân đi hai dào hoa. Nhân cung sao đầu sông ngân hà, ý nghĩa. Lộc tài chú mới ban ra, quốc phương hồi họp vào giá tháng mười, ban cho lộc tốt lụa dày, đồng lộc cho lắm về đây càng nhiều, ban cho đồng dài nhất nhất càng nhiều, đồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, họ nguyện con kia sớm phục thời, ba mươi mừng một nơi tứ hôm rằm mì, ba mươi mừng một thôn săn mười.
quạt trần là phép thì là người tiên giang trần cô tươi nói về thanh tâm ni. Xuân thanh gia hồi cung nấm thao cao mãi quê nhà thành tiên chưa có ra hồi cung lễ mẫu hòa bình ai đi lễ mẫu hòa bình chờ tờ hàng miếng nghĩ gặp gặp mơ về nhà cháu nước con sông đà tắm ngọc long lanh ai đi lễ mẫu hòa bình nhạc hát ca vang lên các nhạc đường
thời chú lan ra về đồng ý. Chẳng biết rồi chắc lại tròn người mượn sân với nước non buồn đời. Sông muốn khúc chảy quanh sườn núi, qua minh đường thẳng tới giang khê, thuyền bè xuôi ngược chúa đi về. Kìa lưng trời nghe tiếng khen ơi,
chiều nhạc xa vời. Thanh cao quê chúa mười vần vần thanh cao, chữ vương thường treo cao giá ngọc chữ tam tông nhì từ đức nguyên đi họ nguyện con đặt gối tâu thủy thác nga bờ công chúa độ trì chúa chứng ngã mình. Thanh nhàn nhẹ sáng tư thiên tế, mai đà sư giúp tím hoa đôi thiên hồ bình, sư làm thanh gia phương lập miêu rõ ràng đền thờ bàn thạch đi chúa bà lập phương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gọi phu sinh trả cho tiền giấy biết biết chưa tài tay mời miệng kêu con đệ chúa thương cho kẻ khó sân đồi hoàng
là hoa thắm tươi. Sơn trang tôi linh nghi. Chíp mây liễu lo chào mừng cất tiếng ca vang. Thuyền đèn trời xa, chi bén bay sập trời. Hoa và trong lắng tai, dốc cao sườn đồi. Có sưởi uốn quanh mà sưởi đồi là an hoa thắm tươi. Kia đời mùa xuân về, chim oanh líu lo chào mừng cất tiếng ca vang. Chú vui phờ hồng nguyên về đây. Trời khắp nơi muôn dân ấm no đời đời chúc Chúa ba trường xưa. Đi nơi đâu có đón hoa chào Chúa vì mình hiểu sớm chiều ngả vàng cánh khơi về rừng vàng ban cho trăm hoa giờ sáng đời đời ban cho trăm hoa đời đời giàu sang. Ban cho lộc lộc đất lụa dày, cộng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Họ nguyện con phía sơn thổ thời. Ba mươi một tuổi người tuổi thôn già mì, ba mươi một tuổi thôn già mười tư. Dòng sách ơi tiếng đàn tiếng phách hát vang ngày mai. Chú đi lên đàn chú đi xuống xuôi hát ca vang ca gửi đời hát đi ca vang ca gửi đời. Ôi rừng ơi xuôi rừng ơi rừng ơi xuôi.
lục chi thật đi thúc phép tốt quá lục chi thật đi thúc thứ tam mi giới phi pháp Thank you.
chức võ thần chấm giữ ý lạnh giang nhân khi nhà ngự ngai vàng quân du kiếm sát cõi vàng chân giang ý thank you.
tuần trời. Quan Âm Đệ Tam về cho tới lạnh sang, được xe đôi dòng cuộn cuộn chưa chân. Con ghi bên lành sang thánh tích Quan Đệ Tam, Quan Đệ Tam thực đích trung quân, thì hai đưa tháng sáu hạ tuần, hòa chung nam bắc muôn dân về đào công. Con nên để tam hài
thanh minh chính trực, trong triều đình nào có nhường ai, tài lược cao thao lược toàn tài, tinh thần tám tứ phủ nào có ai sánh được. Lấy ngọc minh ly, ôm cồn dâng nước phép thì không ai.